Khán giả Văn Ngãi yêu dấu ơi, nghe như vậy là Đan Trường cảm thấy rất là hạnh phúc, vì lâu lắm rồi Đan Trường có dịp trở lại Quảng Ngãi thủng thông qua chương trình của công ty bảo hiểm Bảo Việt ngày hôm nay. Phải nói rất là hạnh phúc lắm. Và phải nói là khi mà đến đây á, ngày hôm nay Đan Trường đến đây không phải tư cách là một ca sĩ, thưa quý vị, không phải tư cách là một ca sĩ gặp gỡ khán giả đây, mà Đan Trường tới đây với tư cách là một khách hàng. Quý vị với nhau trồng một tay thật lớn à. Tại vì sao? Tại vì cứ mỗi đầu năm là công ty bảo hiểm Bảo Việt réo Đan Trường. Réo để làm chi? Réo đóng tiền. Thú thật là rất là vui khi mà mình hát một chương trình nào đó, mình có dịp nghe những vị khách hàng trải nghiệm rồi mình mới dùng sản phẩm đó. Nhưng đối với Đan Trường là ngược lại nha. Gia đình của Đan Trường đã sử dụng công ty bảo hiểm Bảo Việt là trước 1-2 năm rồi. Sau đó Đan Trường mới có dịp hát cho chương trình này. Phải đó là điều bất ngờ lớn nhất cho Đan Trường. Phải nói điều bất ngờ cho Đan Trường. Mà phải nói Đan Trường nghĩ rằng là cái bảo hiểm của chúng ta là rất là cần thiết cho cuộc sống. Và chúng ta là những người may mắn nhất là ở Việt Nam thì chúng ta chỉ mua bảo hiểm nhân thọ thôi, hoặc là bảo hiểm bệnh mỗi lần có bệnh hoạn. Nhưng mà khi mà Đan Trường sang Hoa Kỳ ở vị, Đan Trường phải mua bảo hiểm rất là nhiều. Ngoài cái bảo hiểm nhân thọ ra, bảo hiểm bệnh ra, mình còn mua thêm bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, rất là nhiều bảo hiểm. Phải nói là ai cũng nói là sống ở Mỹ là vậy, rất là cực, là phải làm việc cực lực luôn để đóng rất là nhiều bảo hiểm. Nhưng ở Việt Nam thì thoải mái hơn, chúng ta chỉ đóng các bảo hiểm những gì cần thiết. Và quý vị thấy rồi đó, Đan Trường mặc dầu là có rất nhiều bảo hiểm nhưng mà Đan Trường vẫn sử dụng bảo hiểm ở Việt Nam. Và cả gia đình Đan Trường, không những cả gia đình Đan Trường mà có gì rồi cô chú đều xài và sử dụng sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt. Đó là cái điều hạnh phúc nhất của Đan Trường.